Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem dàn bét khủng đang có tại của bét shop nha các bạn. Đặc biệt là ba chiếc của common nha. Đây rất là to. Thì chúng ta sẽ tiến hành đo nè. Mai bé này thì tầm khoảng 25-26 cm nha. Mai vàng ươm luôn. Rất là to. Bé này thì tầm size khoảng 20-21. Cái đó là mình đo mai thôi nha. Đấy. Còn bé này thì tầm khoảng 18-19 gì đó. Thì hành đo mai của mấy bé này cũng hơi vất vả đây. Đây, như mình coi là khoảng 17 nha. 17 cm. Đấy. Siêu to khổng lồ. Đầu to, gai nhiều, bự hoành tráng luôn. Mà nào thích thì có thể liên hệ đường link Facebook hoặc ở bên dưới nha. Bé tiếp theo rất là hố nha các bạn, mập ù luôn. Siêu nặng, chắc phải vô lấy cái cần cần mấy bé này cho biết cân nặng cơ nào. Dạ, rất là ngậu dữ. Bé này thì bưng không nổi luôn nha các bạn, quá nặng rồi. Đấy. Kế bên là một bé Sava cũng size khủng nha các bạn. Một bé gồng Úc cũng mắc size luôn. Nó chỉ bị lỗi cong đuôi thôi, chứ mọi thứ chuyện ăn uống thì nó khỏe. Sava này thì cũng già size khoảng, các bạn thấy đó, cái 60 mà nó còn dài hơn nữa. Đấy. Nếu mà đo từ đầu đến đuôi luôn chắc khoảng cũng 7-8 ít nha các bạn. Sáng nào cũng phải mang ra phơi nắng vậy đó. Vô nằm nghỉ đi con. Mà nào thích bét nào thì liên hệ với shop ngay nhé. Chúng ta đang có 3 combo khủng nè, một Sava và một BD. Ok, các bạn xem clip, nếu thích thì nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bé Show các bạn. Có nhiều các clip hay và các bé thú cưng. Các bạn chờ xíu mình sẽ thử lấy cái cân cho mình cân xem mấy bé này nặng bao nhiêu nha. Đây đã bắt cân gà. Là cự cân nhé, bé nhỏ chắc dễ cân. Ồ, khoảng 1,2 kg nha. Không sao, bé vẫn khỏe. Cân này chỉ cân được 2 kg thôi. Bé to này hơi nhoi, khó mà cân đây. Cái khả năng mà cân bé là vô cùng khó nha các bạn. Nó quá nhoi. Trên 2 kg nha các bạn, 2,2 kg luôn rồi. Cái to kia chắc chúng ta khỏi cân đi, nó nhỏ lắm. Ok, bạn nào thích bé nào thì liên hệ ngay với shop nha các bạn. Đang Úc thì cực kỳ màu mè, đang lột da lên còn đẹp nữa. Đây, size to chỉ bị cong đuôi thôi, giá cũng rẻ bèo nhiều luôn. Xe ban to siêu hiền. Đấy. Ok, bạn nào thích bên nào thì liên hệ nha. Xin chào, gặp lại các bạn trong clip sau. Bye bye.